Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Sinh con năm 2021 ngày nào tốt nhất? Em bé sinh ngày này cả đời bình an, phúc lộc ngập tràn. Nếu cha mẹ chưa biết sinh con năm 2021 nên chọn ngày nào tốt nhất mà lại nhiều may mắn phúc khí cho con thì hãy cùng Lịch Nghề Tốt khám phá ngay sau đây nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Sinh con năm 2021 ngày nào tốt? Theo lịch vạn niên thì nếu sinh con trong năm 2021, những ngày dưới đây sẽ là thời điểm cực tốt để đón em bé tuổi Sửu chào đời. Đó là ngày 11 âm lịch, ngày 13 âm lịch và ngày 25 âm lịch, 26 và 27 âm lịch. Ngày 11 âm lịch, em bé sinh vào thời điểm này là người thông minh và tài giỏi, có chí khí, lớn lên là người chuyên tâm cho sự nghiệp, luôn cố gắng vươn lên dựa vào chính sức lực của mình. Bản mệnh vốn không biết đầu hàng trước khó khăn, mà ngược lại, khó khăn chính là lúc họ càng tỏa sáng. Họ có thể khẳng định được giá trị của bản thân mình ngay từ khi còn nhỏ, nhận được sự kính nể của mọi người. Người này vốn có tài làm ăn kinh tế, vì vậy mà đường tài vận luôn hanh thông, cuộc sống sung túc. Số tiền mà bản mệnh kiếm được chủ yếu dựa vào công việc làm ăn hoặc các cơ hội do quý nhân mang lại. Sinh ra vào ngày này, em bé tuổi Sửu cũng thường xây dựng được một gia đình đầm ấm. Nếu là nam thì lấy được một người vợ thấu hiểu, biết chăm lo, vun vén là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nếu là nữ, em bé này cũng lấy được một người chồng biết làm ăn, có thể cùng kề vai sát cánh trong sự nghiệp. Ngày 13 âm lịch, em bé tuổi Sửu sinh vào ngày 13 âm lịch là người có nhân duyên cực vượng, nhờ có bản tính cởi mở, tốt bụng, chân thành với mọi người mà có thể xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, khiến cho sự nghiệp cũng như tình cảm có những bước phát triển tốt đẹp và nhanh chóng. Bản mệnh là người được quý nhân chiếu cố, vì vậy mà từ khi còn trẻ đã được tiếp xúc với những cơ hội quý báu ít người có được. Nếu biết nắm giữ thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nếu không biết cách nắm giữ thì sẽ chỉ khiến cho cơ hội trôi qua tay một cách đáng tiếc. Trên phương diện tình cảm, em bé này nhận được sự yêu mến của nhiều người, đào hoa ngập lối, luôn có người đưa kẻ đón. Nếu biết lựa chọn có thể tìm được một người phù hợp cho mình, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đáng lưu ý, ngày nay có thể có nhiều bé gái được sinh ra hơn là bé trai. Ngày 25 âm lịch, em bé sinh ra vào ngày này không phải là người gặp nhiều may mắn ngay từ tuổi nhỏ, mà vận khí là do năm tháng dần dần tích lũy mà thành. Có thể khi còn trẻ, em bé này sẽ gặp phải nhiều va vấp, không nắm bắt được nhiều cơ hội trong tay. Thế nhưng mỗi lần thất bại lại là một lần học được một kinh nghiệm đáng quý. Càng ngày, bản mệnh sẽ càng trở nên bản lĩnh hơn, cuối cùng có thể làm mọi việc dựa vào chính sức của mình, không cần phải có ai nâng đỡ. Đến khi đã bước vào tuổi trung niên là thời điểm vận khí của bản mệnh bùng nổ. Người này có thể nắm bắt được những cơ hội quý báu ít ai có được, từ đó mà gây dựng nên sự nghiệp huy hoàng. Đáng chú ý, người sinh ra vào buổi sáng sẽ gặp được nhiều may mắn hơn người sinh ra vào buổi chiều, bởi đó là thời điểm mặt trời mọc, vạn vật đều được ánh mặt trời soi rọi. Em bé sinh ra vào lúc này cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn ngay từ khi còn nhỏ. Ngày 26 âm lịch. Em bé tuổi Sửu sinh ra vào ngày 26 âm lịch. Em bé này sẽ là người có đường tài vận khá thuận lợi. Nhờ có khả năng kinh doanh nên bản mệnh dễ dàng gây dựng được những mối quan hệ hữu ích, có thể tìm được đối tác hoặc khách hàng đáng tin cậy, khiến cho sự nghiệp nhanh chóng khởi sắc. Đến tuổi trung niên, họ chắc chắn sẽ là một người có của ăn của đẻ, không cần phải lo lắng hay suy tính quá nhiều mỗi khi rút hầu bao. Bên cạnh đó, em bé sinh ra vào thời điểm này cũng là một người có tài ăn nói, nhờ vậy dễ thu hút được sự chú ý của mọi người, trở thành một người cực kỳ đào hoa, đặc biệt là với nam mệnh. Bé trai sinh ra vào ngày này luôn biết cách cư xử với phái nữ, có cách ăn nói hài hước, thông minh, lại là người có mưu mẹo nên luôn dễ dàng chinh phục được người khác. Tuy nhiên, đây cũng là một điều cần lưu ý. Hãy biết giữ mình, đừng để những mối đào hoa xấu gây tổn thương đến gia đình. Nếu là bé gái, em bé này sẽ là người hiền lành, ngoan ngoãn, nhân duyên khá tốt nhưng cần học cách lắng nghe mọi người nhiều hơn. Ngày 27 âm lịch.
Em bé sinh ra vào ngày 27 âm lịch là người được tổ tiên phù hộ, vì vậy mà ngay khi từ còn trẻ đã có vận khí cực tốt, chuyện học hành sự nghiệp luôn phát triển thuận lợi, ít khi gặp phải thử thách khó khăn. Đến tuổi trung niên, bản mệnh là người có năng lực nên nhận được sự kính trọng của mọi người, có thể nắm giữ những chức vị quan trọng trong tập thể hoặc ngoài xã hội. Em bé này cũng là người có tính cách cứng cỏi và kiên cường. Một khi đã quyết chí làm điều gì thì chắc chắn không để người khác lung lay hoặc can thiệp. Cho dù đó có là việc khó khăn, mọi người đều có ý định từ bỏ đi chăng nữa. Tính cách này có thể giúp cho em bé tiến rất xa, nhưng đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe của bản mệnh. Người này dễ phải chịu đựng nhiều áp lực, tốt nhất là nên học cách chia sẻ với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, cũng cần phải chú ý đến những dấu hiệu của cơ thể, đừng nên quá mức tham công tiếc việc, dù mệt mỏi cũng không chịu nghỉ ngơi. Ngoài các ngày sinh tốt như đã nêu ở trên, Linh Nhi Tốt xin mời các bạn tham khảo vận mệnh của em bé tuổi Sửu chi tiết theo từng ngày sinh cụ thể như sau. Sinh vào ngày mùng 1 âm lịch. Em bé sinh vào ngày mùng 1 âm lịch là người thông minh, lành lợi, luôn đối xử với mọi người một cách rất chân thành nên có nhân duyên khá tốt. Tuy nhiên, bản mệnh không gần gũi với gia đình, thường phải rời xa quê mới dễ dàng gây dựng được sự nghiệp. Đây là người có ý chí vững vàng, có thể làm nên nghiệp lớn trong tương lai. Sinh vào ngày mùng 2 âm lịch. Trong tương lai, em bé tuổi Sửu này sẽ là người nhận được sự kính trọng của người khác. Tuổi trẻ có thể phải trải qua nhiều va vấp, nhưng đến tuổi trung niên thì cuộc sống êm đềm, không gặp nhiều lo lắng. Tính cách bản mệnh hiền lành và tốt bụng, thường là người sống thọ. Sinh vào ngày mùng 3 âm lịch. Bản mệnh là người có tài năng xuất chúng. Tương lai sẽ gặp được nhiều may mắn. Có thể tuổi trẻ chưa đạt được thành tựu lớn lao, nhưng đến tuổi trung niên ắt có thành tựu, có thể tự tay lập nên nghiệp lớn. Sinh vào ngày mùng 4 âm lịch. Bản mệnh có cuộc sống khá vất vả long đong, phải trải qua nhiều khó khăn. Tuy nhiên cũng có nhận được sự giúp đỡ của người nhà. Nữ mệnh thường có số an nhàn hơn nam mệnh trong ngày sinh này. Sinh vào ngày mùng 5 âm lịch. Em bé này có ý chí không mấy kiên định, sự nghiệp học tập không đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tuổi trẻ bình bình, về sau có thể đạt được thành công do có quý nhân phù trợ, về già sống thọ. Sinh vào ngày mùng 6 âm lịch. Em bé tuổi Sửu sinh vào ngày mùng 6 âm lịch là người thông minh và nhạy cảm. Gia đình có anh em hòa thuận, tuổi trẻ có thể phải trải qua nhiều vất vả nhưng sẽ đổi vận khi đến tuổi trung niên, khi về già được hưởng phúc. Sinh vào ngày mùng 7 âm lịch. Bản mệnh là người hiếu học nên có trí tuệ hơn người. Tuổi trẻ gian nan nhưng về già dễ tạo nên được nghiệp lớn, gia đình hòa hợp. Sinh vào mùng 8 âm lịch. Em bé tuổi Sửu này không gặp được nhiều thuận lợi khi còn trẻ, nhưng đến tuổi trung niên thì dễ được quý nhân tương trợ, phát đạt hưng vượng, là người có mệnh vinh hoa phú quý. Sinh vào ngày mùng 9 âm lịch. Em bé tuổi Sửu sinh vào ngày này, trời sinh tính tình lương thiện, không bao giờ nghĩ đến việc hãm hại người khác nên luôn giữ được các mối quan hệ hòa hợp với mọi người. Nhân duyên khá tốt, tuy nhiên không dựa dẫm được vào người thân. Sinh vào ngày mùng 10 âm lịch. Bản mệnh là người đạt được những thành tựu trong công việc, cuộc đời có nhiều khởi sắc khi bước vào tuổi trung niên, tương lai được hưởng phúc lộc. Là nam thì biết quan tâm đến gia đình, là nữ thì có số vượng phu. Sinh vào ngày 11 âm lịch. Là người có tính tình quyết đoán và mạnh mẽ, em bé tuổi Sửu này dám nghĩ, dám làm, có thể gây dựng lên nghiệp lớn, cuộc sống dư dả, có của ăn của để. Sinh vào ngày 12 âm lịch. Sinh vào ngày này, em bé tuổi Sửu sẽ có tính cách ôn hòa, có thể chịu đựng được vất vả và áp lực trong cuộc sống. Thời trẻ không thuận lợi, đến tuổi trung niên gặp nhiều cơ hội để đổi đời. Sinh vào ngày 13 âm lịch. Em bé tuổi Sửu sinh vào ngày này là người được hưởng phúc, hưởng lộc trời ban, lớn lên nhận được sự tôn trọng và yêu mến của nhiều người, cả đời gặp được quý nhân, có thể đạt được thành công vang dội, gia đình hạnh phúc. Sinh vào ngày 14 âm lịch. Nam mệnh là người trung hậu và thành thật, thường có tính cách trầm lặng và điềm tĩnh, được trọng dụng trong công việc. Nữ mệnh là người thông minh, tinh tế, tuổi trẻ không có nhiều biến động, trung niên hưởng phúc. Sinh vào ngày 15 âm lịch. Em bé tuổi Sửu này có cuộc sống khá nhiều biến động.
nhân duyên vợ chồng tốt nhưng thường không hợp tính con cái, là người hiếu thắng, thường hay so đo với người khác. Sinh vào ngày 16 âm lịch. Bản mệnh thông minh lành lợi, phát triển tốt nếu theo nghiệp học tập và nghiên cứu, thành công khi bước vào tuổi trung niên, tài lộc có nhưng đến muộn, thường là người khổ trước sướng sau. Sinh vào ngày 17 âm lịch. Em bé tuổi Sửu sinh vào ngày 17 âm lịch là người thông minh, nhanh trí, có khả năng chịu đựng gian khổ, không dựa dẫm được vào người thân, phải tự cố gắng dựa vào sức của mình. Sinh vào ngày 18 âm lịch. Em bé này là người có tính cách cố chấp và cứng cỏi, không chịu thua kém người khác, có khả năng đầu tư, có thể phát triển tốt nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh. Sinh vào ngày 19 âm lịch. Vận mệnh của em bé tuổi Sửu sinh vào ngày 19 âm lịch là người đạt được danh lợi trong cuộc sống. Bản mệnh có số đào hoa nhưng cần phải biết giữ mình, không sa vào tử sắc. Thời tuổi trẻ có thể lầm lỡ nhưng trùng liên phát đạt, cuối đời hưởng phúc. Sinh vào ngày 20 âm lịch. Em bé sinh ra vào ngày này phải chịu nhiều gian khổ, vất vả trong cuộc sống. May nhờ có bạn bè hỗ trợ nên không gặp nhiều khó khăn. Nam mệnh thường xa nhà lập nghiệp, đi làm ăn xa, dễ có cơ hội phát tài. Sinh vào ngày 21 âm lịch. Em bé này vốn là người đa tài đa nghệ nhưng không chuyên tâm làm việc, thường thiếu quyết tâm nên sự nghiệp bình bình. May mắn trong chuyện tình cảm, thường tìm được một nửa kia thấu hiểu. Sinh vào ngày 22 âm lịch. Em bé Tân Sửu sinh vào ngày 22 âm lịch là người biết giữ chữ tín nên dễ nhận được sự tin tưởng của mọi người. Có quyết tâm lập nghiệp, nhân duyên tốt nên dù tuổi trẻ có va vấp nhưng sẽ được khổ tận cam lai, trùng liên sự nghiệp thành công. Sinh vào ngày 23 âm lịch. Bản mệnh là người nhanh nhẹn, giỏi ứng biến, tuy nhiên phải thay đổi nhiều môi trường làm việc, thích tranh đấu với mọi người, nữ mệnh gặp nhiều may mắn hơn nam mệnh. Sinh vào ngày 24 âm lịch. Em bé tuổi Sửu sinh vào ngày này, cuộc đời bản mệnh có hùng có cát, nhưng nếu có quyết tâm, có ý chí thì không sợ thất bại. Tuổi già ắt được hưởng vinh hoa phú quý, phúc lộc song toàn. Sinh vào ngày 25 âm lịch. Là người có nhân duyên cực tốt, có đầu óc kinh doanh nên phúc lộc đủ đầy, lại thêm tâm địa thiện lương nên làm việc gì cũng thuận lợi. Sinh vào ngày 26 âm lịch. Em bé này có tính tình hào sảng, hoạt bát lạc quan, không ngại đối diện với khó khăn gian khổ. Em bé này cũng là người công bằng, dám hy sinh lợi ích bản thân vì người khác, tương lai sẽ được nhiều người ngưỡng mộ. Sinh vào ngày 27 âm lịch. Em bé tuổi Tân Sửu sinh vào ngày 27 âm lịch là người trọng tình trọng nghĩa, thường nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, cuộc sống thường không có nhiều va vấp, cả đời được hưởng phúc. Sinh vào ngày 28 âm lịch. Bản mệnh có số khổ trước sướng sau, tiền vận có thể không được thuận lợi, phải tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm được vào ai, nhưng nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ được hưởng thành quả. Tuy nhiên, cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Sinh vào ngày 29 âm lịch. Em bé này có công việc không được ổn định, thường hay phải di chuyển, nếu đi xa lập nghiệp thì sẽ có cơ hội phát tài. Nữ mệnh là người có số vượng phu. Sinh vào ngày 30 âm lịch. Em bé tuổi Tân Sửu sinh ra vào ngày này thường có tính cách mềm mỏng, dễ gây ấn tượng tốt với mọi người. Vì công tư phân minh nên thường được mọi người tôn trọng và dựa dẫm. Trên đây là thông tin tham khảo dành cho các bố mẹ có mong muốn sinh con trong năm 2021 có thể lựa chọn được ngày sinh tốt nhất cho em bé của mình. Mời các bạn tiếp tục theo dõi loạt video với chủ đề sinh con năm 2021 sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.